bệnh mùa đông cho trẻ hiệu quả. Vào mùa đông, thời tiết khô hanh, lạnh lẽo khiến sức đề kháng của trẻ bị suy giảm. Điều này khiến trẻ rất dễ mắc bệnh, nhất là bệnh đường hô hấp. Vì vậy các bạn cần phòng bệnh mùa đông cho trẻ bằng những việc làm thiết thực, ý nghĩa để tăng cường sức đề kháng, hệ miễn dịch. Dưới đây chúng tôi sẽ bật mí với các bạn bí quyết phòng bệnh cho trẻ vào mùa lạnh cực kỳ hữu hiệu. Giữ ấm đúng cách cho trẻ. Vào mùa đông không khí lạnh lẽo thì việc giữ ấm cho trẻ là điều cần thiết và hết sức quan trọng. Tuy nhiên cần phải biết cách giữ ấm chứ không phải cứ mặc nhiều quần áo cho trẻ. Bạn cần cho trẻ mặc các lớp áo khác nhau để đảm bảo việc giữ ấm được tốt hơn. Và khi nóng bé có thể cởi bớt một hay hai lớp áo mà vẫn đảm bảo cơ thể trẻ được giữ ấm. Chú ý thời tiết để mang tất tay, tất chăn, đôi mũ, quàng khăn để đảm bảo bé được giữ ấm tốt nhất, tránh mắc các bệnh về đường hô hấp. Thêm vào đó hạn chế cho trẻ ra khu vực có nhiều gió hay đồ hôi gió lùa mạnh, đảm bảo cung cấp đầy đủ chất dinh dưỡng cho trẻ. Một trong những biện pháp phòng bệnh mùa đông cho trẻ chính là chế độ dinh dưỡng. Trong mùa đông, ngoài việc cung cấp đầy đủ các chất dinh dưỡng thiết yếu thì cha mẹ nên bổ sung các thực phẩm, món ăn giúp giữ ấm, tăng sức đề kháng cho cơ thể như tỏi, gừng, súp gà, sữa chua. Bên cạnh đó hạn chế cho trẻ sử dụng các thực phẩm lạnh, đồ ăn lạnh hay có tính bát để hạn chế nguy cơ mắc bệnh viêm họng. Mùa đông năng lượng tiêu hao nhiều hơn để giữ ấm nên các bạn hãy cho trẻ ăn thành nhiều bữa để đáp ứng nhu cầu cơ thể cũng như giúp việc hấp thụ dinh dưỡng được tốt hơn, giúp trẻ khỏe mạnh và phát triển tốt. Khuyến khích trẻ vận động để tăng sức đề kháng. Khi thời tiết lạnh, mọi người đều ngại vận động và ra ngoài. Tuy nhiên chính việc lười vận động làm suy giảm hệ miễn dịch và làm sức đề kháng yếu đi, tạo điều kiện cho các tác nhân gây bệnh phát triển. Vì vậy bạn hãy khuyến trẻ vận động thật nhiều vào mùa đông bằng các bài tập thể dục hay vui chơi cùng bé mỗi ngày. Nhờ đó giúp bé có một cơ thể khỏe mạnh, sức đề kháng tốt hơn để phòng ngừa bệnh hiệu quả. Bảo vệ trẻ trước các tác nhân gây bệnh. Để phòng bệnh mùa đông cho trẻ hiệu quả thì các bạn cần bảo vệ trẻ trước các tác nhân gây bệnh như gió lùa, thức ăn lạnh, môi trường ô nhiễm, lông động vật, không khí lạnh. Bảo vệ trẻ tránh xa các tác nhân này cũng là một giải pháp hữu hiệu để hạn chế các bệnh mùa đông ở trẻ. Một số mẹo giúp bạn phòng bệnh cho trẻ vào mùa đông. Kiểm tra bé thường xuyên. Dù bé gái hay trai đều có cơ địa khác nhau, vào mùa đông bạn nên kiểm tra cơ thể bằng việc cảm nhận qua da, hai má và nhiệt độ. Sử dụng bản năng. Vào mùa đông cơ thể thay đổi để thích nghi với thời tiết lạnh, hãy nghĩ đến việc bạn cần mặc gì khi ra đường để áp dụng cho con trẻ. Một chiếc áo mỏng giữ nhiệt trước khi mặc áo bông ra ngoài là điều nên làm. Đội mũ cho trẻ khi ra đường. Giữ ấm tai, ấm đầu tránh thoát nhiệt là điều rất quan trọng. Ôm ấp trẻ. Mùa đông nên mang theo chăn để quấn ấm cơ thể trẻ. Việc điệu con sẽ giúp bạn san sẻ truyền hơi ấm cho bé tốt hơn. Phòng bệnh mùa đông cho trẻ đúng cách sẽ giúp trẻ khỏe mạnh, phát triển tốt. Vì vậy các bậc cha mẹ cần dành thời gian quan tâm, chăm sóc để trẻ. Bên cạnh đó đừng vì thời tiết lạnh để con trẻ trong nhà là điều không nên làm. Hãy cho bé con được trải nghiệm mùa đông tuyệt vời như thế nào. Xin cảm ơn quý vị đã lắng nghe. Rất mong quý vị ủng hộ kênh bằng cách like và subscribe. Nếu có ý kiến đóng góp, vui lòng comment dưới video. Xin chào và hẹn gặp lại ở các video tiếp theo.